lâu lâu đi xả chết bữa cho đỡ căng thẳng. Vừa bước vào thì có thấy hình ảnh quen thuộc, chắc là nhìn nhầm nên quay lại xem đúng là nhầm thật. Bước vào thì các em đã xếp hàng đón tiếp rất nhiệt tình. Nhìn ra ngoài cửa đã thấy nhân vật quen tôi đã đuổi theo, đúng là anh chàng ấy rồi, búc ngay anh này để phục vụ mình. Bảo gọi nước nhưng mình lại đưa ra một bịch mía nhờ ổng vắt ra uống cho đẹp da. Lúc sau đã thấy bưng khúc mía bỏ vào trong ly rồi uống kiểu gì. Gạt qua một bên, lấy sách vở ra bắt ổng làm bài tập dùng, không biết ổng tính cái kiểu gì mà ra 1+1=3. Đưa hộp mì bắt ổng đi pha lại bảo không thấy đang bận à, rồi gạt gói mì qua một bên. Thôi không đi thì đánh giá 1 sao cho bị trừ lương, chơi thấy vậy mới nhấc đít đi làm, đúng là khách hàng là thượng đế mà.